chuyền cho Griffin. Griffin đưa bóng cho Lê Ngọc Tú. Hôm nay thì đội hình xuất phát của Cần Thơ Catfish đáng chú ý là có cả sự xuất hiện của Nguyễn Quang Huy. Griffin ném, cả hai đội đều đang có cảm giác rất tuyệt từ đầu trận. Bóng trong tay của Griffin. Griffin step back và 3 điểm từ Bam Griffin. Bam bam bam. Pha sửa tích cực với Hồ Chí Minh City Wings ở mùa này thì họ là đội ném phạt tốt nhất VBA. Hiệu suất hơn 70%. Ném khó nhưng đó là giá trị của Bam Bam Bam, lại là Griffin. Thật khó tin là Bam Griffin vẫn có thể ghi điểm ở pha vừa rồi. Và chúng ta thấy cái cười trừ của Jeremy Smith. Step back long chu và có lỗi điểm. Three point play. Memphis rộng hơn và sẽ có nhiều khoảng trống ở trong khu vực paint cho những pha đột phá của một cầu thủ tốc độ. Và TE Jeremy Smith. Bóng đến tay của Griffin. Griffin đột phá. And one. Một trận đấu quá bay của Bam Griffin. Hồ Chí Minh City Wings có vẻ là đối thủ khoái khẩu với Griffin. Một mình anh vượt qua 3 cầu thủ. Bam Griffin có điểm số tiếp theo cho Cần Thơ Catfish. Và chuẩn xác của Bam Griffin. 42-34, khoảng cách 8 điểm cho đội khách. Tiếp tục chuẩn xác. Thì tỏ ra đa dạng hơn với những phương án tấn công của mình. Những quả 3 điểm của họ cũng tạo ra sự khác biệt. Bam Griffin đoạt bóng. Michael Soy. Đối đầu với Vincent Nguyễn. Đó là Michael Soy. Bam Griffin, bóng đến tay của Josukis. Griffin, vẫn là Griffin. Giữa đây, một pha xử lý quá tốt đến từ Bam Griffin. 15 giây, vẫn là Bam Griffin. Sắc nhúc ở phía trước. Griffin làm gì? Rất ngầu nhưng cuối cùng lại là pha chuyền hỏng. Chơi hiệp đầu thứ hai, vẫn là Griffin. Chưa có điểm cho Griffin, nhưng sau đó thì hai điểm tiếp theo dành cho Cần Thơ Catfish. 49-40, khoảng cách 9 điểm của mình. Evgen Sanyuk. Sanyuk bị chắn ở trước mặt bởi hai cầu thủ. Tân Hải Đăng. Jeremy Smith. Vẫn là Smith. Trần Văn Trung. Không thành công, cơ hội phản công Bam Griffin. Sẽ có điểm cho Bam Griffin. Chắc chắn là như vậy. Hai điểm tiếp theo dành cho Cần Thơ Catfish. Giả tay rất quan trọng. Đây tốc độ của Griffin. Quá hay, pha lên rổ tay trái tuyệt đẹp của Brady. Chỉ còn hơn 40 giây cho hiệp đầu thứ 3. Vincent Nguyễn đoạt bóng rất hay, cơ hội để ghi điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Hai điểm tiếp theo dành cho Vincent Nguyễn. Nhưng Smith cũng đã rất kinh nghiệm khi anh cố gắng lao theo và tác động từ phía bên tay trái của Griffin. Chứ không phải là tình huống phạm lỗi từ phía sau. Nếu như phạm lỗi từ phía sau thì gần như chắc chắn sẽ là lỗi phản tinh thần thể thao. Cơ hội để ghi điểm tiếp theo dành cho Bam Griffin. Cầu thủ đã có được 24 điểm. Và Griffin đã cân bằng điểm số với Josukis. Mỗi cầu thủ bên phía Cần Thơ Catfish, hai ngoại binh họ đều đã có 25 điểm. Tiếp tục thành công. Ném phạt tốt từ Griffin. Và rồi điểm số thứ 27 của Bam Griffin. Anh cũng đã có được 7 pha kiến tạo từ đầu trận, bên cạnh 4 pha rì bào. Một trận đấu hay của Griffin, nhưng mọi thứ sẽ chỉ thực sự ý nghĩa nếu như đội bóng của anh có được một chiến thắng. Và đây sẽ là pha ném phạt thứ 12 trong ngày hôm nay của Griffin. Anh ném phạt đang đạt hiệu suất là 10/12, rất ổn. Và rồi mới chỉ là pha kiến tạo thứ 2 từ đầu trận của Smith mà thôi. Và có lẽ là Smith phải kiến tạo ngon ăn đến vậy thì đồng đội mới không bỏ lỡ. Pha xoay trở của Griffin. Muốn ném tầm trung, hai điểm nữa được ghi cho Bam Bam Bam. Tiếp tục là Griffin đã khiến cho họ để thua ngược ở trận đấu với Nha Trang Dolphins. Bam Griffin, vẫn là Griffin, còn 6 giây thôi cho đợt tấn công của Catfish. Quyết định chính xác của Griffin, mọi thứ đã khác.